Hello mến chào anh em, mình chúc anh em cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân. Thì đây em review cho anh em mình xem một con xe rất là độc, rất là lạ ha. Nói chung là em cũng chưa từng qua luôn, thực sự là em cũng chưa từng sử dụng qua con xe này. Tên nó gọi là Moto. Tên nói thật sự với anh em chân tình là thật sự là em chưa từng sử dụng qua luôn. Em chỉ thấy trên Facebook, TikTok hoặc là trên các sàn mua bán thôi, thật sự là chưa trải nghiệm qua. Cho nên anh em mà có cái đã trải nghiệm qua rồi cho anh em số cái trải nghiệm ở dưới bình luận, cảm ơn anh em rất nhiều. Còn anh em muốn sưu tầm cái dòng xe này thì cứ vui lòng liên hệ qua số điện thoại của em 0979 396 007 ha. Em chỉ sử dụng một số điện thoại duy nhất. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đi con xe này thì rất phù hợp cho anh chị em và con mình chơi độc lạ ha. Độc lạ cái nhất, cái hai nữa là mình đi du lịch đó, mình bỏ lên cốp xe rồi mình đi lông dông dạo phố, rất là phù hợp cho anh em mình chơi giải ngoại ha. Cũng là rất phù hợp cho anh em mình chơi cái dạng như trưng bày độc lạ ha. Xe dòng xe này nó là hai thì xăng pha nhớt tự động ha. Hai thì xăng pha nhớt tự động. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mình chúc anh em sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình và người thân và tràn đầy năng lượng trong công việc. Hẹn gặp lại anh chị em và con mình những cái video sau.